Vị thuốc quý trời ban có ngay trong nhà bếp của bạn mà nhiều người chưa biết. Đó chính là tỏi và mật ong. Uống theo cách này thì chúng ta không cần dùng thuốc anh chị nhé. Khi kết hợp với nhau thì cái dược tính của tỏi ngâm mật ong rất là cao và có nhiều tác dụng tích cực đối với cơ thể như sau. Thứ nhất đó là giúp điều trị cảm cúm. Thứ hai đó là giúp điều trị ho. Thứ ba là rất tốt cho tim mạch. Thứ tư là trị mụn trứng cá. Thứ năm đó là trị rụng tóc. Thứ sáu đó là chữa bỏng. Và cuối cùng thứ bảy đó là hỗ trợ cái vấn đề về viêm xoang, viêm mũi cực kỳ là hiệu quả luôn. Cách làm thì rất là đơn giản như sau. Tỏi thì hãy lột sạch lớp vỏ, sau đó rửa lại bằng nước sạch và cắt thành từng lát nhỏ hoặc đập dập ra anh chị nhé. Lọ thủy tinh thì chúng ta đem rửa sạch để khô rồi rót mật ong và cho tỏi vào với cái tỷ lệ tương ứng là 100ml mật ong thì tương ứng với 15g tỏi. Chúng ta đóng kín nắp lọ thủy tinh và ngâm mật ong trong khoảng 20 ngày là chúng ta có thể sử dụng được. Và nếu mà anh chị muốn bảo quản lâu hơn thì chúng ta có thể cho vào tủ lạnh và sử dụng dần anh chị nhé. Anh chị em thấy mẹo này hay thì hãy lưu lại và hãy chia sẻ cho thật nhiều người cùng biết để biết đến cái bài thuốc dân gian cực kỳ đơn giản và cực kỳ hiệu quả này anh chị nhé. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.